10 lý do cần phản đối dự luật an ninh mạng. Vì nếu dự luật này được thông qua thành luật, 1. Quyền tự do ngôn luận của công dân trên không gian mạng bị xâm phạm tùy tiện. 2. Quyền riêng tư về dữ liệu cá nhân bị một lực lượng công quyền chiếm đoạt với những lý do mập mờ. 3. Quyền tiếp cận, truy cập Internet, một quyền trở nên phổ quát trên thế giới, bị cản trở, gây khó khăn ở Việt Nam. 4. Chi phí khổng lồ của nhà nước, xã hội, doanh nghiệp cho bộ máy chuyên trách an ninh mạng lẫn thực thi, đáp ứng điều kiện của luật này. Tốc độ phát triển kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có số liệu giảm 1,7% GDP. 5. Bóp nghẹt giới khởi nghiệp sáng tạo, hạn chế phát triển các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin. 6. Đẩy các tập đoàn công nghệ thông tin quốc tế của phương Tây như Facebook, Google ra khỏi thị trường và không gian mạng Việt Nam do không chấp nhận các điều kiện theo luật này và tạo điều kiện cho các tập đoàn công nghệ thông tin của Tàu vào thống trị Việt Nam. 7. Xuất hiện một lực lượng chuyên trách có thể không cần phán quyết của tòa án hay phê chuẩn của viện kiểm sát được áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với cá nhân, doanh nghiệp can thiệp vào các quan hệ dân sự, kinh tế, nhà nước pháp quyền, dù chỉ danh nghĩa, không còn giá trị. 8. Luật này phá vỡ những cam kết quốc tế của Việt Nam, khiến giới đầu tư nước ngoài chắc ngoài gốc Tàu, giảm sút hoặc rút vốn đầu tư ở Việt Nam, có số liệu xác định giảm 3,1% đầu tư nước ngoài, các nước liên quan sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả tương xứng, kinh tế Việt Nam khó cất cánh. 9. Do việc phê phán, phản biện trên mạng xã hội và Internet bị bóp nghẹt theo luật này, tham nhũng, quan liêu, chính sách sai lầm sẽ có cơ hội gia tăng mà không bị phản ứng, bóc trần. Tiến bộ xã hội bị cản trở, đẩy lùi. 10. Do không có cơ chế giám sát chặt chẽ, lực lượng chuyên trách về an ninh mạng có thể lạm quyền, phục vụ lợi ích nhóm, cấu kết với những tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước hình thành một hệ thống quyền lực đen khống chế nhà nước, xã hội và nền kinh tế. Những vụ việc như Tướng Hóa, Tướng Vĩnh và C50 của Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao có thể lặp lại ở mức độ rộng lớn hơn, thậm chí không thể phát hiện, xử lý được do nhóm lợi ích này biết cách rút kinh nghiệm, biết cách liên kết tình vi. Với tư cách chuyên gia luật có kinh nghiệm trong những lĩnh vực liên quan, đã nghiên cứu dự thảo luật an ninh mạng, tôi sẵn sàng tranh luận với những người có quan điểm phản bác những lý do trên. Tôi đồng ý với nhiều chuyên gia trong và nước ngoài, Việt Nam cần hoãn thông qua luật an ninh mạng. Tôi hy vọng các Facebooker, vì chính quyền và lợi ích của mình, hãy lên tiếng phản đối dự luật này. Nếu các bạn đồng ý với tôi, hãy chia sẻ bài này cho nhiều người cùng biết và phản đối. Tiền kiếp quay về từ đống đa bạch đằng xuôi dòng sông hát uy linh tiền nhân phảng phất khắp dân hà. Em đứng hiên ngang giữa cộng thù bán nước, nanh vuốt hung tàn cắn xé nát quê cha. Máu em đã đổ dòng lạc hồng xót xa, gậy gộc giang xuống tự do làm ngơ mất nước non cộng nô phải hết toàn vẹn giang sơn. Việt cộng phải mất Việt Nam mới còn bước theo bước anh hùng tiền nhân nước Nam. Đánh ta đánh tan phường cộng nô bán nước non toàn dân một khối già trẻ sông lên.
liền kiếp quay về. Từ đống đa bạch đằng xuôi dòng sông hát, uy linh tiền nhân phảng phất khắp sơn hà. Em đứng hiên ngang giữa cộng thù bát nước, nanh vuốt hung tàn cắn xé nát quê cha. Máu em đã đổ dòng Lạc Hồng xót xa, gậy gộc giang xuống tự do sẽ nở hoa. Tuổi trẻ ơi, ơi phương uyên, ơi nguyên kha. Đứng lên, đứng lên đồng bào ơi, đứng lên, quyết ta quyết không thể làm ngơ mất nước non. Công Nô phải hết toàn vẹn giang sơn, Việt Cộng phải mất Việt Nam mới còn. Bước theo bước anh hùng tiền nhân nước Nam, đánh ta đánh tan thằng Công Nô ban nước non. Toàn dân một khối, già trẻ sông lên giữ gìn bờ con.